Xin chào mọi người. Ở cái bài này là chúng ta đã kết nối với nhau và tìm hiểu cái cơ hội với By Design, cũng như tìm hiểu By Design là gì trước khi chúng ta bắt tay vào cái công việc để mà chúng ta làm, hay là chúng ta chia sẻ, hay là chúng ta kết nối. Điều đầu tiên, xin chào mừng các bạn đến với lại Học viện By Design. Để mà bắt tay vào làm thì chúng ta cần phải hoàn thiện cái tổng hợp cái bộ video để chúng ta tìm hiểu sâu về By Design. Sau đó chúng ta mới có thể liên kết, đấu nối, rồi chia sẻ để chúng ta biết được cái lõi của chúng ta cần phải làm gì. By Design như trên màn hình các bạn là một cái thương hiệu By Design. By tức là dành cho bạn, bởi bạn, chỉ là bạn. Design và viết phiên âm theo một cái nguyên nghĩa, đó là bản thiết kế. Vậy thì như chúng ta đã biết, một bản thiết kế của vũ trụ thì không có cái gì là không có lý của nó cả. Tất cả đều dường như là hợp lý tất cả. By Design giống như là một cái tư duy về một bản thiết kế trong cái công việc và một cái hành trình của bạn. Chúng ta có logo, chúng ta có cái âm điệu phát âm, đúng không ạ? Và những cái ngôn từ, đúng không? Và tất cả những cái yếu tố trong một công ty, đó là sản phẩm để kinh doanh. Đầu tiên đó là một cái dòng sản phẩm về kỹ thuật số. Dòng thứ hai là dòng travel, là du lịch. Dòng thứ ba là wireless, cả các sản phẩm sức khỏe, đúng không ạ? Và nhìn ở đây chúng ta thấy là một công ty đa quốc gia và toàn cầu. Và hiện tại tại Việt Nam bắt đầu mới triển khai và đang nghiên cứu và đưa ra các cái ý tưởng tại Việt Nam. Nhưng chúng ta có những cái tư duy đầu tiên để chúng ta hiểu được một số các cái thông tin mà chúng ta cần phải kết nối sau này. Thứ nhất là ba dòng sản phẩm, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta chỉ phát triển một cái dòng sản phẩm SMA, đó là tín hiệu Forex trong cái mục digital này mà thôi. Đó là một công ty toàn cầu, global, đúng không ạ? Các file nó mang tính chất là toàn cầu. Thứ hai nữa là các mô hình đào tạo của By Design nó nằm ở trong unitedbydesign.com và có hết, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể tìm hiểu nó và nó rất là công khai, đúng không ạ? United, đúng không ạ? Đó, chúng ta có thể xem. Và từ đó chúng ta hiểu được là các cái môi trường của By Design, đó, các cái môi trường, nó các cái thông tin update, các chuyến du lịch, các vấn đề về business for home, rất rất nhiều các cái thông tin, đúng không ạ? Và chúng ta thấy được là công ty toàn cầu nó rất là clear về vấn đề thông tin. Đó là cái yếu tố, đúng không? Các câu lạc bộ Boss Club, đúng không ạ? Và trong đây có các file, các cái file về đào tạo rất là nhiều, các thông tin mở văn phòng, rồi các thông tin Dream Vacation này, đúng không? Rất nhiều. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được là đây next upcoming event rất rất nhiều, 24 tháng 11, đúng không? Smart Trader, đấy, sản phẩm của chúng ta sẽ kinh doanh Smart Trader, đó là tín hiệu Forex đấy. Đó, còn một ngày 14 giờ nữa, thông báo liên tục, đúng không? Hiện tại ở Tây Ban Nha họ đang làm, đúng không? Đó, vì tìm hiểu về By Design, các ngôn ngữ, đúng không? Và hiện tại Việt Nam mình đang xử lý các thông tin, đúng không? Đó, các vấn đề về trading, Smart Trader, chúng ta chủ yếu sản phẩm, đúng không? Các leader, đúng không? By Design đã chúc mừng Cabasas Baca Colombia đạt được danh hiệu President, rất rất nhiều các thông tin, đúng không? Thế thì đầu tiên chúng ta phải nói rằng là Who am I, đúng không? Chúng tôi là ai? By Design, cái logo đây. Hiện tại By Design có mặt văn phòng ở Los Angeles, đúng không ạ? Địa chỉ ở Los Angeles đây. Thứ hai nữa là nó mới chỉ thành lập từ năm 2019 và hiện tại là nó đã 102 quốc gia rồi, và 77 quốc gia khi hình thành nó đã lan tỏa rất là sớm các đội nhóm By Design. Đó. Và nó làm về rất nhiều các sản phẩm, như chúng ta đã biết, ba dòng sản phẩm: số, du lịch và sức khỏe. Thế thì chúng ta hiểu được là
trong cái môi trường này thì cái cơ hội cho chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta ở Việt Nam chủ yếu là sản phẩm SMA, đó là sản phẩm tín hiệu Forex. Thì ở bài này chúng ta hiểu sâu về bài design, sau đó chúng ta có một cái câu chuyện để chúng ta hiểu được đó là nguồn gốc của ai và họ định hình như thế nào trong công việc. Nếu ai làm MLM trong cái thị trường, chúng ta sẽ biết được ông bà này, Natchanida, đúng không ạ? Ông bà chủ tịch, đúng không ạ? Và kinh doanh rất nhiều sản phẩm, nhưng trong đó tại thị trường Việt Nam hiện tại đang cung cấp cái sản phẩm SMA. Phía bên này là Sophia Wong, đúng không ạ? Và Dave Fell, đúng không ạ? Cũng là một trong những người làm về MLM rất là nhiều. Thì bên này con rể và con gái, Chad và Natida Chong, đúng không ạ? Hai người này là kế thừa của hai ông bà này và có cái tư duy trẻ hơn, do vậy họ đưa ra các giải pháp về các sản phẩm SMA của tín hiệu Forex nó phù hợp hơn với thời đại, đúng không ạ? Do đó chúng ta hiểu được là các sản phẩm vật lý như là các sản phẩm thực phẩm chức năng đấy thì cũng có rất nhiều rồi, nhưng hay họ nâng cấp lên các sản phẩm phi vật lý, đó là các sản phẩm về tín hiệu Forex, đúng không ạ? Nó chính là cái mà chúng ta sắp sửa bàn tới đây. Nói về buy design, chúng ta thấy được là hệ thống trả thưởng nó lên đến 5-7%, đó, sơ đồ nhị phân. Thứ hai, buy design có cái mức tăng trưởng từ mới có 3 năm từ 19-20-21, 34 triệu, 18 triệu và 9 triệu. Và dự kiến công bố của năm 2022 sắp tới đây khoảng 8-12 công bố, chúng ta sẽ thấy một con số rất là khổng lồ. Đó. Và tất cả những cái thông tin này nó được nằm ở trên trang Business for Home, một trong những cái trang thông tin và mở cho tất cả hệ thống chúng ta xem các cái công ty toàn cầu kinh doanh MLM và phát triển hệ thống đại lý, và nó rất là khách quan, độc lập và mang tính xác thực cao. Đó là buy design. Tiếp nữa là buy design có những cái giải thưởng, đúng không ạ? Business for Home họ đánh giá một cái công ty đó là top 500 công ty tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ? Top 4 đứng thứ 10 trong top 500 công ty trong cái công ty phát triển mạnh trong 2020, và top 4 trong 100 công ty phát triển nhanh nhất, đúng không ạ? Và top 2 trong cái vị thế momentum, tức là các cái vị thế tăng trưởng đấy, đó tức là sản phẩm 3 số A cộng này, và bà ấy làm top trong cái CEO rất là thành công đó. Đây là được đánh giá và các giải thưởng Chanida, đúng không ạ? Và các cái thông tin của người phụ nữ quyền lực, người phụ nữ rất là tuyệt vời trong cái việc mà họ điều hành cái bài design này, đó. Năm 2021 top CEO đấy ạ. Và ở đây Business for Home, đúng không? Business for Home, chúng ta nhìn thấy cái mức thu nhập, đúng không? Mức thu nhập của Gustavo là 521.000, đúng không ạ? 6,2 triệu của bài design đứng thứ 8 sau Amway một chút thôi, mà mới có phát triển có 3 năm. Thì đây là một con số rất là thần kỳ. Và Amway có mặt ngót 60 năm, đúng không ạ? Có cái thu nhập của ông này trên. Và ông này Gustavo đứng số 8, đúng không ạ? Đó là những cái thu nhập, top thu nhập. Thế thì đây là những cái mà chúng ta thấy là có một cái câu chuyện và có một cái tư duy tầm ảnh hưởng để chúng ta hiểu được buy design nó là gì, đúng không ạ? Và cái thu nhập đấy có đáng để chúng ta ngưỡng mộ và chúng ta có thể theo dõi nó. Và chúng ta kinh doanh sản phẩm gì? Đúng không? Kinh doanh sản phẩm gì? Đầu tiên là dòng sản phẩm chỉ kỹ thuật số này, travel này và wellness là các sản phẩm sức khỏe. Đó. Thì ở Việt Nam chúng ta đa số là chúng ta tập trung vào kinh doanh sản phẩm MTI. Là một trong dòng sản phẩm của dòng kỹ thuật số này. Họ có sản phẩm tín hiệu Forex này, dạy ngoại ngữ này và marketing online. Thì chúng ta không lấy các cái sản phẩm này mà chúng ta tập trung vào MTI. Và hiện tại doanh số chủ lực của cái sản phẩm này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nói thời gian tới rất nhiều đến MTI, các cái thuật ngữ trading MTI. Và 27 năm kinh nghiệm này đã giáo dục và đào tạo các thành viên trading Forex, hệ thống phát triển phần mềm và cung cấp chứng chỉ cho các khóa học đối với Forex, đúng không ạ? Đó. Bên này travel có du lịch, bên này có các cái phần thưởng du lịch,
Bên này là các dòng sản phẩm sức khỏe như đồng hồ thông minh, về chống tia bức xạ, các vấn đề về sức khỏe, các vấn đề về khử mùi, các vấn đề về sản phẩm xu hướng, thương hiệu đó. Vậy thì nếu mà chúng ta xây MLM mà làm tốt thì chắc chắn là du lịch sẽ đi miễn phí rồi sẽ support cho chúng ta. Nói chung là chúng ta sẽ được dùng những cái sản phẩm tốt. Nhưng về cơ bản chúng ta tập trung vào trading MTI. Và trading MTI thì sẽ được chúng ta lan tỏa và chúng ta thành công. Và đây là một trong những sản phẩm chính để chúng ta hiểu sâu về chúng ta phát triển cái MTI, phát triển cái trading, đúng không? Tiếp nữa, chúng ta nói nhiều đến MTI. Thế thì ông bà Nat Vachanidan như chúng ta đã biết là ông bà đã có tuổi, đúng không ạ? Và thực chuyên về thực phẩm chức năng làm MLM. Chắc chắn là ông bà không trading Forex như chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà những thế hệ sau này, ví dụ như anh này anh trẻ hơn, anh ấy support, anh ấy có cố vấn và có tư vấn tư duy trong cái kỳ Covid mà việc giao hàng của MLM nó rất là vất vả và khó khăn. Cho nên là đây là những cái sản phẩm vật lý. Và chắc chắn là các cái lớp trẻ họ sẽ thích là các sản phẩm phi vật lý, đó là online, các vấn đề về marketing, các vấn đề về công nghệ. Đấy, do vậy chắc chắn là anh này là cái thế hệ tiếp nối. Và từ đó anh chắc chắn là anh cố vấn để tìm ra cái sản phẩm tốt nhất trong cái dòng sản phẩm phi vật lý, đó là MTI. MTI là market, là trader, đúng không ạ? Trading, đúng không? Để tìm ra cái công ty này, cái công ty MTI này phải 27 năm, tức là ông bà tỷ phú có một cái tư duy chắc chắn là phải tìm ra những cái người xuất sắc nhất để xây dựng. Thế thì trên đây là Jare Martinez, đúng không ạ? Là một cái ông có cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Đấy, founder là ông ấy thành lập ra MTI, đúng không ạ? Ông này với ông con nữa, đúng không ạ? Jacob Martinez nữa. Thì đây là hai cái người đầu tiên để thành lập ra MTI. Và linh hồn của MTI sau khi thành lập ra là có ông này, Gary Fichat, đúng không ạ? Director of Trading, tức là ông chuyên về các vấn đề về trading. 27 năm cho cái việc là xây dựng tín hiệu để cho chúng ta cung cấp ra thị trường mà chúng ta giao dịch sau này. Gary Fichat là một trong những cái con người có tầm ảnh hưởng xây dựng ra FX Big Dog đấy. FX Big Dog là một trong những cái nền tảng mà FX của MyFX Book ấy, đánh giá thống kê là trên thị trường Mỹ là rất nhiều người follow và các quỹ họ follow rất là nhiều. Gary Fichat là đưa cái Fibonacci thành công vào trong xây dựng phát triển và mở từ 4 và phát triển giao dịch thành công. Và sau này ông ấy đặt tên cũng như là ông ấy phát triển rất nhiều, ví dụ Pip Grabber 2.0 này, Pip Grabber 2 2 chấm và MT 2019 với rất rất nhiều các khách hàng mà ông ta đào tạo. Ví dụ cái cậu này là cậu Martel, đúng không? Cũng đã đào tạo chúng tôi rất là nhiều. Và cái đội MTI này được ông bà Nat và Gina với tư duy tỷ phú, đúng không ạ, biến cái các cái sản phẩm trực tiếp của họ, direct của họ với cái giá khoảng 2.700 đô la một tháng ấy, và các quy trình của khóa học đấy thành một cái sản phẩm để chúng ta xây dựng MLM sử dụng và bán với một cái hệ thống sơ đồ trả thưởng nó chỉ với giá 199 đô. Và đội MTI này đồng ý ban đầu họ bán trực tiếp, đúng không ạ, họ xây dựng các cái nguyên thủy đó là Pip Grabber, các môi trường giữa điện thoại, máy tính bảng, đúng không ạ? Và sau khi họ đồng ý bán theo MLM cho chúng ta phân phối thì chúng ta đã được đổi tên thành SMA, đúng không ạ? Đấy, biểu tượng của SMA. Và chúng ta download ở trong máy tính, máy điện thoại, Android, iOS, đó là Smart Trader, đúng không ạ? Smart Trader Official, đúng không ạ? Và nó chính là SMA của chúng ta. Vậy thì một số các khái niệm như Pip Grabber là tiền thân của SMA, đúng không ạ? Ông Gary là linh hồn của Fibonacci đẩy ra các cái tín hiệu SMA chúng ta sử dụng. Bố con nhà Jare và Jacob Martinez ấy cũng là xây dựng các cái chiến lược cho MTI. MTI là một công ty của Mỹ nổi tiếng, đúng không? Cung cấp cái sản phẩm này, đúng không? Đó, MTI đấy cung cấp cái sản phẩm này. Và chúng ta tạm bỏ qua các sản phẩm như Travel Wallet, nó chỉ support cho chúng ta sau khi chúng ta thành công ở trong cái việc phân phối sản phẩm MTI. Và từ đó MTI là một công cụ để chúng ta có trong điện thoại, nó giống như là một kim chỉ đường, giống như là một người trợ lý. Do vậy nó là một câu chuyện đủ lớn để chúng ta sử dụng MTI làm một cái việc rất là thành công đó. Thì chúng ta đã biết được tại sao thị trường Forex lại có ảnh hưởng lớn như vậy, và SMA tiềm năng mà bạn có thể chờ đợi bước vào một thế giới cơ hội tài chính rất là vô hạn. Chúng ta dùng MTI như là một người chỉ đường, họ bảo mua ta mua, họ bảo bán ta bán.
và nó độc lập với tất cả những cái biến động như là tâm lý hay là các vấn đề về phân tích vĩ mô vi mô, chúng ta bỏ qua. Chúng ta chỉ cần biết là RMA họ là một cái tín hiệu cho chúng ta giao dịch thành công, và nó giống như một thuê bao. Do đó nếu tốt thì nó mới là thuê bao tốt để mà chúng ta gia hạn, nếu không tốt chắc chắn là chúng ta không gia hạn. Và cái quy mô của thị trường forex chúng ta đã biết rồi, đúng không? Dùng để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn và tuyệt vời, đúng không ạ? Và tập trung với forex, và chúng ta tập trung vào tiền tệ, đúng không ạ? Tính linh hoạt của nó 24 giờ 5,5 ngày, đúng không ạ? 43% nhà giao dịch ở độ tuổi 25 đến 34 rất là tuyệt vời. Tương tác mạng xã hội gấp 3 lần với forex của hệ thống, tính thanh khoản, đúng không ạ? Và theo dõi rất rất nhiều trên các tạp chí hoặc đánh giá. Đó đó chính là cái mà chúng ta quan tâm. Vậy thì chúng ta hiểu được là MTI và sản phẩm SMA là sản phẩm chủ lực của By Design. Và Gustavo Salinas này có một cái thu nhập là 521.000 trên tháng, thì anh ta sẽ phải có được cái thu nhập dựa trên cái nền tảng xây dựng hệ thống, thì phải có một cái năng động cũng như là gia hạn thuê bao hàng tháng đủ lớn để có thể đạt được cái doanh số này. Do vậy muốn gia hạn và năng động thì sản phẩm MTI phải cực tốt thì nó mới gia hạn, đúng không? Nếu không họ sẽ từ chối gia hạn. Đó. Đây là cái thu nhập dựa trên cái việc mà anh ta phát triển hệ thống. Nó không phải là thu nhập mà anh ta dùng SMA để trading forex. Trading forex là một cái thu nhập độc lập khác, đúng không? Ví dụ anh ta có thu nhập này, anh ta vẫn đánh một tài khoản forex dựa trên một cái MTI tín hiệu báo, đấy là thu nhập ngoài của anh ta. Nhưng đây người ta thống kê của ByDesign đó là cái thu nhập dựa trên phát triển hệ thống. Vậy thì các sản phẩm chúng ta thấy MTI tập trung chủ yếu, đúng không? Tập trung chủ yếu là xây dựng cái doanh số của cái sản phẩm này, đó là sản phẩm phi vật lý dùng để giao dịch forex. Và nếu nó tốt thì bắt đầu người ta mới gia hạn, đúng không? Đó. Thì cái nguồn gốc của MTI là như vậy. Ông bà ấy chắc chắn là sẽ không đánh forex, thì ông bà ấy tìm một cái công ty đó để phát triển và biến nó trở thành một cái kinh doanh MLM. Và 199 đô đủ để chúng ta có thể xây dựng một cái cơ hội kinh doanh như đó. Và khi mà thị trường người ta thấy rằng là ông MTI support cho By Design, đúng không ạ? Cố vấn phân tích chuyên nghiệp trực tiếp, đúng không ạ? Cố vấn FX, đúng không ạ? Rất nhiều các vấn đề về giáo dục là MTI người ta đã làm rồi, cho nên là kinh nghiệm. Và MTI họ chứng minh không phải bằng lời nói của tôi hay của ai cả, mà hãy bằng con số, đúng không ạ? Các cái tỷ lệ lợi nhuận rất là tốt, và trong cái khung thời gian khá là tuyệt vời, đúng không ạ? Nó có các cái mốc thời gian và nó có lịch sử, cái path view rất là rõ ràng. Đó. Các sản phẩm thì chắc chắn là sẽ có sau này, đúng không ạ? Nhưng tôi muốn nói nhiều đến cái yếu tố về hệ thống. Đây là các sản phẩm marketing, đúng không ạ? Thì By Design nó giống như là Amazon, tất cả trong một ấy. Nhưng sản phẩm chủ đạo đó là cái sản phẩm để chúng ta có thể trading forex. Và chúng ta đang làm tài chính thì chúng ta tập trung vào cái sản phẩm MTI, đó là cung cấp tín hiệu, đúng không ạ? Và đương nhiên họ có một cái môi trường của du lịch đằng sau. Thì chúng ta khi đạt danh hiệu là chúng ta sẽ có những cơ hội du lịch miễn phí, và nó cũng là sản phẩm của công ty. Thế thì hiện tại là By Design cũng mới đưa về Việt Nam. Chúng tôi cũng đẩy các cái thông tin cho mọi người thông qua các cái hệ thống là đào tạo cũng như là chia sẻ, và đang việt hóa các cái slide đào tạo về MTI, đào tạo về By Design. Và hiện tại đang xây dựng một cái cộng đồng DSG, đúng không ạ? Digital Star Group. Để làm gì ạ? Để chia sẻ với tất cả mọi người về cơ hội By Design, cơ hội MTI. Và đó là các thông tin về tìm hiểu sâu nhất về By Design, với các cái mô hình để chúng ta biết được By Design cung cấp các sản phẩm, nhưng chúng ta tập trung chủ yếu vào sản phẩm MTI, sản phẩm SMA để đẩy cho chúng ta những cái tín hiệu về forex. Bài 1 chúng ta cần phải hoàn thành các cái thông tin như vậy. Vậy câu hỏi đặt ra, đúng không ạ? Câu hỏi đặt ra là gì ạ? Câu hỏi đặt ra đó là chúng ta tìm hiểu về By Design, đúng không ạ? Chúng ta hiểu được các khái niệm trong By Design. Chúng ta hiểu sâu MTI là gì, đúng không ạ? Là một công ty, đúng không ạ? Là một công ty
phát triển cái SMA. Đúng không ạ? Vậy SMA là gì? SMA là phần mềm, phần mềm cấp tín hiệu Forex. Forex, đúng không ạ? Để giao dịch. Đúng không ạ? Đó. Và SMA, đúng không ạ? Mới đầu là tiền thân, tiền thân là pip grapper. Và sau khi pip grapper với giá 2K7, đúng không ạ, thì bây giờ được đánh xuống giá là 199 U, đúng không ạ, để chạy MLM, đúng không ạ, và bán toàn cầu, đúng không ạ? Đó. Và SMA, đúng không ạ, SMA của công ty nào, của MTI phát triển, và MTI được bay nghỉ dài phân phối, đúng không ạ, phân phối cho chúng ta. Đó, một số khái niệm thế. Cái thu nhập, thu nhập từ hệ thống, từ hệ thống của Gustavo, Gustavo, đúng không ạ, lên đến 6,2 triệu U, thông qua cái việc sử dụng và nâng cấp tín hiệu của SMA, đúng không ạ. Và cái này nó tốt cho nên là người ta mới gia hạn thuê bao, đúng không ạ. Ví dụ cái điện thoại của chúng ta mà gia hạn nó không tốt, đúng không ạ, thì chúng ta chắc chắn là không gia hạn rồi, đúng không ạ? Đó, chúng ta tưởng tượng như vậy. Và các cái thông tin của trang Business for Home, đúng không ạ, Business BFH đấy, đúng không ạ, Business for Home là chúng ta biết được các cái thu nhập, đúng không ạ. Vì ở bài này chúng ta cần phải tìm hiểu bài design như vậy. Và bài design có một cái câu chuyện, đúng không ạ, từ cái việc kinh doanh sản phẩm vật lý, sản phẩm vật lý là những cái sản phẩm mà phải giao hàng đấy, đấy, đơn giản như vậy. Thế sau khi kỳ Covid thì chúng ta phải có những sản phẩm phi vật lý. Và cái thế hệ thứ hai của ông bà đó là cái con gái và con rể đấy, là bắt đầu người ta sẽ có tư tưởng mới hơn về các vấn đề sản phẩm phi vật lý, download trên mạng ấy, đúng không ạ, và các sản phẩm về marketing, giáo dục online. Và đặc biệt là thị trường chúng ta họ quan tâm đến các sản phẩm MTI tín hiệu Forex, SMA. Đó, ở bài 1 này chúng ta cần phải tìm hiểu về bài design là như vậy. Ok, chúng ta sẽ hoàn thiện bài này thông qua các cái cách để chúng ta hoàn thiện khái niệm bài design. Sau đó chúng ta tiếp tục đến bài số 2.